Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là thời điểm sang mùa, nhiều người dễ mắc các bệnh về hô hấp như ho khan, ho lâu ngày. Dân tan có câu bách hoa trị bách bệnh. Ho cũng là một trong những chứng bệnh thông thường được cổ nhân trị liệu bằng nhiều loại hoa khác nhau. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn công dụng trị bệnh của những loài hoa như sau. Hoa mai, vị ngọt hơi đắng, tính ấm, có công dụng giải thử sinh tân, khai vị tán uất, hóa đàm trì khái, thường được dùng để chữa các chứng bệnh sốt cao, phiền khát, tức ngực, ho, hầu họng, sưng đau, bỏng, lao hạch, chán ăn, chóng mặt. Ví như, để chữa chứng ho, có thể dùng hoa mai 5 g hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 20 phút thì dùng được, uống thay trà mỗi ngày 2 lần, công dụng thanh nhiệt, tán tà, thuận khí, trì khái. hoa cúc, vị cay ngọt đắng, tính lạnh, có công dụng sơ phong thanh nhiệt, giải độc minh mục, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như cảm cúm, ho sốt, nhức đầu, nghẹt mũi. Nghiên cứu hiện đại cho thấy, hoa cúc có tác dụng làm giãn mạch vành tim, tăng cường sức co bóp cơ tim, kháng khuẩn và virus, chống oxy hóa, chống lão hóa, kháng viêm, giải nhiệt, hạ huyết áp. Để trị ho, người ta thường dùng hoa cúc 30g, bạch mau căn 30g, hãm với nước sôi trong bình kín, sau 20 phút thì dùng được uống thay trà trong ngày hoặc dùng cúc hoa 5 g Thuyền thoái 3 g hãm uống như trên, mỗi ngày 1 đến 2 ấm. Công dụng sơ phong tán huyết, tuyên phế chỉ khái. Hoa bách hợp, vị ngọt tính lạnh, có công dụng thuận phế chỉ khái, thanh tâm an thần, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như ho, viêm phế khí quản, cấp tính, hồi hộp chống ngực, ác mộng, đau ngực, Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, bách hợp hoa có tác dụng giảm ho bình xuyễn, trừ đầm, trấn tĩnh, chống mệt mỏi, nâng cao năng lực chống đỡ của cơ thể trong điều kiện thiếu dưỡng khí, bảo hộ niêm mạc dạ dày, chống quá mẫn và kháng ung. Ví như để chữa ho, dùng hoa bách hợp 30g, mật ong 50g, hai thứ trộn đều rồi đem hấp cách thủy, chia ăn hai lần trong ngày. 7 ngày là một liệu trình, công dụng thanh nhiệt nhuận phế, hóa đàm chỉ khái dùng cho các chứng ho khạc nhiều đầm và khái huyết. Khoản đông hoa, vị đắng ngọt tính hơi ấm, có công dụng hóa đàm chỉ khái, thường để dùng trị các chứng ho do nhiều nguyên nhân khác nhau, khí nghịch lên, ho ra máu mủ. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, vị thuốc này có tác dụng trừ đầm giảm ho kháng quẩn, virus và chống ung thư. Để chữa ho, có thể dùng khoảng đông hoa 10g, hoa mai 10g, gạo tẻ 60g nấu thành cháo, chế thêm mật ong lượng vừa đủ, chia ăn vài lần trong ngày hoặc dùng khoảng đông hoa 250g, tuyền phúc hoa 250g cho vào túi vải buộc kín miệng, đem sắc 3 lần, lấy nước cốt hòa với mật ong 500g rồi cô lại thành cao bằng lửa nhỏ để nguội, đựng trong lọ thủy tinh dùng dần. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 thìa cà phê, công dụng nhuận phế, hạ khí chỉ khái hóa đàm, định xuyễn. Kim ngân hoa, vị ngọt tính lạnh, có công dụng thanh nhiệt giải độc, thường được dùng trong các chứng viêm nhiễm. Nghiên cứu hiện đại cho thấy, loài hoa này có tác dụng kháng khuẩn và virus, tiêu viêm, giải nhiệt và giải độc, cải thiện miễn dịch, lợi mật dưỡng can cầm máu, làm giảm mỡ máu, để trị chứng ho dùng kim ngân hoa 30g, sắc với 500ml nước trong 15 phút, sau đó bỏ bã, lấy nước, hòa thêm 50 g mật ong, chịu uống nhiều lần trong ngày, công dụng thanh nhiệt giải độc, nhuận phế chỉ khái. Bào chế thuốc ho từ các loại hoa, kế thừa kinh nghiệm của y học cổ truyền và bằng công nghệ hiện đại, nhiều công ty dược phẩm đã lựa chọn một số loài hoa có công dụng giảm ho đặc trưng kết hợp với một số thảo dược khác như cát cánh, can khương, ô mai, chuẩn bì, cam thảo, tinh dầu bạc hà để chế ra những sản phẩm dưới dạng siro và có công dụng bỏ phế hóa đàm, hỗ trợ trị liệu chứng ho do dị ứng thời tiết, ho khan, ho lâu ngày, sát họng, khô họng, khản tiếng. Những sản phẩm này có thể dùng cho cả người lớn và trẻ em, đặc biệt là những người phải sử dụng giọng nói trong công việc như các phát thanh viên, giáo viên, ca sĩ, những người phải làm việc trong môi trường ô nhiễm, nhiều khói bụi, dễ dẫn đến các bệnh lý đường hô hấp như viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản, viêm phổi. Quý vị và các bạn thân mến, những nghiên cứu gây tranh cãi trong y học là nội dung chính mà chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.